chào tất cả các bạn. Ngày nãy ngày nay có hai chị em nhà nọ. Người chị tên là Minh không xinh, năm nay là học sinh lớp 6. Còn người em tên là Nhi nhõng nhẽo, vừa hơn 1 tuổi. Nhi nhõng nhẽo. Sao mà em cứ quay lại hoài vậy? Chóng hết cả mặt. Nè. Đó, chơi này đi. Trời ơi, đúng là mấy đứa con nít hả? Chị biết khóc rồi đúng không các bạn? Nhà các bạn có con nít không? Có khóc nhiều không? Chơi đi nghe không? Không được quậy chị nữa nghe không? Minh không xinh thì rất là ham chơi, rất là thích chơi đồ chơi, đặc biệt là những sticker hình dáng, và không thích phụ mẹ chăm sóc em bé vì cảm thấy rằng những em bé thật là rắc rối và hay khóc nhè. A few moments later. Hết hồn. Trời đất ơi, cái gì đây? Quậy hoài. Bố người ta mua về chưa kịp chơi gì hết chứ. Quậy hoài. Nó không nói được. Đừng khóc. Nín. Này. Đưa này. Trả hết cho chị. Đi lên trên giường, đi vô nhà bếp ngồi yên đó chị, ngồi yên, đi. Đúng, mấy đứa nó cũng nín tay suốt ngày quậy, rồi mẹ mua về chưa chơi gì, nó xé tan bàn nó luôn rồi. Thích ngọt, thế thì mình sẽ cho em bé ăn kẹo. Kẹo eo eo.
không ăn kẹo. Ấy, nhưng mà mẹ dặn em bé không được ăn kẹo, tại vì em bé mới có 1 tuổi à. À, đúng rồi. Cho em bé ăn kem đi. Không ăn kem, em không thường nữa đó. Bình thường em bé uống sữa, nhưng mà bây giờ không có sữa. À, đúng rồi, uống trà sữa. Đây là trà sữa mà mình uống dở nè. Không trà sữa, cũng không được luôn hả? Vậy thì uống ngọt đi. Không biết ngọt, cũng được luôn. Vậy thì em bé ăn gì ta? À, đúng rồi, mẹ đã dặn là em bé chỉ được ăn cháo thôi. Nhưng mà cháo bây giờ ở đâu ra ta? Hả? À, nó lại gấp nữa rồi. À, chị vào đây. Ê, rồi, chị đây. Ôi, chị thương. Nghe chị hỏi nè. Nít, nghe chị hỏi nè. Em muốn ăn cái gì? Ủa, bình thường nó ăn cái này á ta? Em ăn cái này hả? Đúng không? Chính xác không? Vậy bây giờ chị sẽ cho em ăn cái này nhá. Để xem nào. Ui, những cái gói này thật là dễ thương luôn các bạn. Phía bên ngoài còn có hươu cao cổ, còn có chuối, táo, yến mạch nữa. Ui, còn phía bên này còn có quả dâu nữa chứ. Dễ thương thiệt. Để xem nào. Cái gói to to này là bột ăn dặm, còn cái gói vừa vừa này là bánh gạo ăn dặm. Còn cái này giống như là cái bịch á, rất là dễ thương luôn, là trái cây nghiền. Không ngờ những em bé ăn những loại đồ ăn nhìn vừa dễ thương mà chắc là cũng thơm ngon đúng không các bạn? Bây giờ em bé nhà mình đang đói bụng thì mình sẽ cho ăn bột ăn dặm trước nha. Các bạn ơi, trong bột ăn dặm yến mạch chuối và táo này thì được làm từ nguyên liệu tự nhiên, không chứa chất bảo quản và phẩm màu và thực phẩm biến đổi gen. Công dụng là cung cấp 12 vitamin và kẽm sắt iốt, ngũ cốc cung cấp năng lượng, giúp em bé làm quen với thức ăn trong giai đoạn ăn dặm, bổ sung vi chất dinh dưỡng giúp em bé phát triển khỏe mạnh hơn. Để pha cháo thì chúng ta cần rửa sạch tay và bát đĩa trước khi pha. Chúng ta pha ở nước đun sôi để nguội xuống còn 50 độ C. Mình có thể dùng là 2 phần nước nóng và 1 phần nước nguội pha vào nhau để được 50 độ C. À, chúng ta cho bột vào nước từ từ khuấy kỹ cho đến khi bột nở đều rồi cho em bé ăn. Và cái này rất là tiện dụng luôn vì là túi zip, mình chỉ cần đậy lại như vậy là được ha. Đây, đồ ăn của em tới rồi đây. Ôi thôi, đừng gặm mấy cái này nữa. Chị đã pha cháo cho em ăn đây rồi. Nhưng mà chờ xíu. Đừng đụng vô đây nha. Để chị quàng khăn nha em. Đó, mình quàng ăn cho sạch sẽ nha. Ngon không, ngon không? Các bạn ơi, em bé nhà các bạn á, ăn cháo có giỏi giống như em bé nhà mình không? Ngon không? Là cháo rất là ngon luôn á. Hay là mình sẽ thử ăn thử một miếng thử xem nha. Cho chị thử một miếng nha. Giỏi quá siêu giỏi luôn. Còn một miếng cuối cùng em cố gắng nha, mình đừng bỏ phí đồ ăn nhé. Giỏi quá, trời ơi, em của chị thật là giỏi. Em ngoan, ăn xong rồi, no bụng rồi, bây giờ mình đi ngủ trưa nha. Để lát nữa mẹ về mình khen hai chị em mình ngoan nhé.
chưa có tiếng em bé khóc đúng không các bạn? Nhưng mà em bé đâu? Hồi nãy em bé bây giờ đâu rồi? Ôi chết rồi, em mình đi đâu rồi? Ủa sao đồ đang tùm lum này? Giữ trong tủ, giữ trong tủ. Em ơi, em ơi, em ơi. Đây rồi, đây 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 rồi chị, đây rồi chị, đây rồi. Ôi rồi chị biết rồi, chị biết rồi, chị thương, chị thương rồi. Bây giờ mình đi ra khỏi đây nha, mình đi ra khỏi đây nha. Rồi rồi, ngồi xuống này, ngồi xuống này, ngồi xuống này, không sao hết, không sao hết. Ngoan ngoan ngoan, nè nè nè, chị cho nè, chị cho nè, đó đó đó, chị cho nè. Hết hồn các bạn ơi, em của các bạn á, có hai chui vào trong tủ ngồi không? Thật ra là ngồi trong này không có nguy hiểm, nhưng mà các em bé chưa biết gì hết cho nên là các em sẽ rất là sợ đó các bạn. Ôi mày quá mày quá. Em bây giờ em ngồi đây nha. Đây chị cho em đồ chơi để chơi nè. Đây là đồ chơi em chơi, rất là dễ thương. Đó, em ngồi đây chơi ngoan nha, không được đi đâu hết. Nhớ lời chị dặn là không được đi đâu hết nha. Em nhớ lời chị dặn là không được đi đâu hết nha. Để em nhà của chứ không có ở, lát về mẹ thấy nhà bệnh mẹ mắng á, hiểu không? Đây, ngồi đây, ngồi đây. A few moments later. Thì có gạo nè, nước táo cô đặc nè, đào nè, nước dâu tây cô đặc nè, chuối nghiền, bột yến mạch, prebiotic, inulin. Wow, hèn gì, ăn á có vị chua chua nhẹ của dâu và vị ngọt ngọt của chuối. Rất là thơm ngon luôn các bạn. Còn cái nước này, cái này á là trái cây nghiền, vị táo, lê và phô mai tươi. Cái này á cũng sẽ cung cấp dinh dưỡng cho các em bé, vì các em bé chưa ăn được trái cây nguyên miếng thì ăn cái trái cây nghiền này á cũng rất là tốt luôn á. Quên. Rồi bây giờ chị sẽ cho em ăn cái này nha. Rồi chị sẽ đổ vào đây nhé. Đó, cái này cái màu nó cũng tương tự như là cháo ăn dặm hồi nãy. Em bé nhà mình là được hơn 1 tuổi một chút xíu cho nên sẽ ăn hết một bịch như thế này trong vòng 1 ngày. Rồi, em ơi, chị sẽ đút em ăn nhé. Mâm.
chắc là ngon lắm đúng không? Mâm. Mẹ về rồi đây. À, mẹ về. Dạ, con đang cho em bé nhà mình ăn trái cây nghiền fruto nha nha nè. Mẹ thấy con giỏi không? Ta. Ủa, chị đã nói không phải là bà, là mẹ cơ mà, sao em cứ nói bà hoài à? Các bạn ơi, vậy là hôm nay mình đã thực hiện thành công thử thách một ngày chăm sóc em bé rồi. Không ngờ chăm sóc em bé lại vất vả như vậy chứ. Vì thế mình càng cảm thấy á, mẹ mình thật là siêu, giống như là superwoman vậy đó các bạn. Các bạn ở nhà, nếu như có thời gian thì hãy phụ mẹ chúng ta làm việc nhà. Và nếu như mà nhà nào có em bé thì cũng hãy phụ mẹ chăm em bé nha. Tại vì mẹ vừa làm việc nhà, vừa chăm em bé, vừa đi làm rất là vất vả đó. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ bấm like nha.